Ngày hôm qua, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Thường trực Chính phủ đã họp thảo luận về dự thảo nghị quyết 01 của Chính phủ, văn bản thường được ban hành ngay đầu năm gồm phương châm hành động và các trọng tâm chỉ đạo điều hành. Dự thảo nghị quyết 01 cho năm 2021 gồm 11 nhóm nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu, được cụ thể hóa thành gần 200 nhiệm vụ giao cho các ngành lĩnh vực. Ghi nhận các ý kiến góp ý, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ tinh thần Chính phủ hướng về người dân, tạo môi trường đầu tư thuận lợi để lo cho người dân về công ăn việc làm, thu nhập, an sinh xã hội. Tinh thần đó phải được thực hiện với tất cả ý chí, sự sáng tạo của các cấp, các ngành. Về phương châm hành động, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gợi ý làm sao để thể hiện được tinh thần đoàn kết, khát vọng phát triển. Không đổi mới, không có khát vọng phát triển thì khó tiến bước. Năm 2021 phải đặt vấn đề này mạnh mẽ hơn. Dự thảo nghị quyết cần tiếp tục lấy ý kiến các bộ ngành để tổ chức thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, chỉ tiêu mà Đảng, Quốc hội giao.